tài non, lái yếu, lại tập lái trên con đường đèo lắm rủi ro. Đã vậy còn chở theo con nhỏ không thắt dây an toàn. Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ tập lái xe thì xảy ra sự cố. Trong clip còn có một người đàn ông được cho là chồng và một trẻ nhỏ ngồi ghế phụ. Người chồng liên tục hướng dẫn vợ lái xe trên con đường đèo nhiều khúc cua. Khi di chuyển được một đoạn, người chồng bỗng hét lên, yêu cầu vợ đạp phanh. Nhưng người vợ, dường như hoảng hốt, đã không kịp xử lý tình huống. Chiếc xe lao vào rãnh thoát nước bên đường. Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn cũng được chia sẻ cùng với video. Ảnh cho thấy chiếc xe mang biển số tỉnh Lai Châu bị lật nghiêng, kính chắn gió bị văng ra. Một số người gần đó đã tới hỗ trợ. Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và bình luận của cư dân mạng. Đa số cho rằng người chồng quá mạo hiểm khi để vợ tập lái trên cung đường khó, đã vậy còn kèm con nhỏ ngồi phía trước.